cách đo huyết áp, nhiệt độ, mạch và nhịp thở cho người cao tuổi. Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở là các chỉ số chức năng sống trên cơ thể, hay còn gọi là dấu hiệu sinh tồn. Vì vậy, việc đo các chỉ số này sẽ giúp đánh giá chức năng hệ tuần hoàn, hô hấp của người cao tuổi, phục vụ theo dõi sức khỏe tại nhà. Chuẩn bị: máy đo huyết áp điện tử, loại cuốn bắp tay, pin hoặc nguồn điện, nhiệt kế thủy ngân hoặc điện tử, khăn sạch, bút, sổ theo dõi, đồng hồ bấm giờ. Nếu không có thì có thể sử dụng đồng hồ treo tường có kim dây. Cách đo huyết áp bằng máy huyết áp điện tử. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Rửa tay. Lắp các bộ phận vào máy hoàn chỉnh, đảm bảo đủ pin hoặc giắc cắm chắc chắn. Bước 2. Người cao tuổi được hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn ít nhất 15 phút. Ngồi, nằm, tư thế đúng. Tay đặt trên mặt phẳng ngang mức tim. Nếu ngồi, hai bàn chân chạm đất, không gác chân lên nhau. Bước 3. Quấn vòng bít đúng cách vào bắp tay. Ống dẫn khí đi ra ngoài ở mép dưới. Mũi tên nằm giữa mép nếp gốc khỉu. Vòng bít cách mép nếp gốc khỉu 1-2cm tùy theo hướng dẫn của từng loại máy đo huyết áp, quấn vừa với bắp tay. Không quấn lên lớp áo dày, không xắn áo quá chật. Bước 4. Bấm nút Start, Stop để bắt đầu đo. Đo 2 lần, lấy kết quả trung bình và ghi lại. Lưu ý, không nói chuyện hoặc cử động trong lúc đo. Vòng bít sẽ bơm hơi tự động, sẽ thấy hơi căng tức ở bắp tay do máu bị chèn ép. Sau khi vòng bít xả hơi hết, máy sẽ hiện kết quả. Mỗi lần đo cách nhau ít nhất 2 phút. Bước 5. Tháo vòng bít và bấm nút Start, Stop để tắt máy. Đặt người cao tuổi về tư thế thoải mái. Rửa tay. Thông báo kết quả cho người cao tuổi và ghi vào sổ theo dõi. Thu dọn dụng cụ. Đo nhiệt độ. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Rửa tay. Giải thích cho người cao tuổi biết việc sắp làm. Bước 2. Lau sạch hố nách cho người cao tuổi. Bước 3. Kiểm tra và vẩy nhẹ cột thủy ngân trong nhiệt kế, tụt xuống dưới 35 độ C. Bước 4. Đặt nhiệt kế vào hõm nách, bầu thủy ngân hướng vào hõm nách, thân nhiệt kế check theo hướng vú. Khép cánh tay vào thân, đặt cẳng tay lên bụng trong vòng 3-5 phút. Bước 5. Lấy nhiệt kế ra. Cầm nhiệt kế ngang tầm mắt đọc kết quả. Bước 6. Rửa tay. Thông báo kết quả cho người cao tuổi và ghi vào sổ theo dõi. Bước 7. Vẩy nhẹ nhiệt kế cho cột thủy ngân tụt xuống, rồi lau sạch lại nhiệt kế và cất vào hộp đựng cẩn thận, tránh làm vỡ loang thủy ngân. Bước 8. Thu dọn dụng cụ. Đếm mạch. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Rửa tay. Giải thích cho người cao tuổi biết việc mình sắp làm. Bước 2. Đặt người cao tuổi ở tư thế ngồi hoặc nằm thoải mái. Nếu ngồi, đặt tay lên bàn ngang tầm ngực. Nếu nằm, để ngửa tay dọc theo thân người. Bước 3. Đặt và ấn nhẹ 3 ngón tay, trỏ, giữa, áp út lên rãnh động mạch quay của người cao tuổi. Bước 4. Đếm chu kỳ mạch đập trong vòng 1 phút. Bước 5. Rửa tay. Thông báo kết quả cho người cao tuổi và ghi vào sổ theo dõi. Bước 6. Thu dọn dụng cụ. Đếm nhịp thở. Quy trình kỹ thuật. Bước 1. Rửa tay. Bước 2. Để người cao tuổi nằm thoải mái, nghỉ ngơi 15 phút, đặt tay lên bụng hoặc phần ngực dưới. Bước 3. Người chăm sóc cầm tay người cao tuổi như khi bắt mạch, tránh không cho người cao tuổi biết. Bước 4. Quan sát cả chu kỳ hít vào, thở ra bằng một nhịp thở. Đếm nhịp thở trong vòng thời gian 1 phút. Bước 5. Trong khi đếm nhịp thở, chú ý tính chất thở, tần số thở, kiểu thở. Bước 6. Rửa tay.
thông báo kết quả cho người cao tuổi và ghi vào sổ theo dõi.